Rồi rồi rồi, chỉ cho mấy bà chỗ nem nướng nè. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho? Khúc này là tôi đang chạy về hướng Gò Công Tây, chạy tới ngay cái đèn xanh đèn đỏ mà gần bánh giá cô Mười á mọi người. Chỗ này sẽ bán buổi tối phần là bún nem với lại một phần là cuốn, tổng cộng hai phần đó là 65.000. Đó, có bánh chén, có nguyên cái thao nước luôn. Rồi qua cái phần cuốn nè, đặc biệt là đây nem nó tròn tròn như là nem trong bún chả Hà Nội vậy đó, nó ướp cũng đậm đà. Cái nước chấm thì hình như tôi nhớ nó có mùi tương hột. Còn đây là phần bún nem nướng nè, có chả lụa bên trong nữa. Nói chung ăn cũng khá là ổn áp. Là mấy bạn quẹo vô cái đường hẻm, cái đường vô thị trấn Vĩnh Bình á, chạy hẳn luôn qua cây cầu, rồi chạy tới cái hẻm thứ ba hay thứ tư thì không nhớ nữa, bên tay phải nó có cái xe nem nướng, ghi chữ nem nướng luôn nha mọi người. Hình như đối diện cái này nè, cô bán vào buổi tầm chiều tối. Có gì mọi người ghé tranh thủ ăn thử nha. Đừng quên nhấn follow và ủng hộ tụi mình nha. Bye bye.